Đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so với tháng trước. Trong đó, nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 1.715 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,2% tổng nguồn vốn huy động. Hiện nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh áp dụng mức lãi suất huy động từ dưới 0,5% đến 6,8% một năm. Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% một năm. Tiền gửi kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất nhỏ hơn hoặc bằng 4,75% một năm. Tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng, từ 5 đến 6,5% một năm. Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên từ 6,3 đến 6,8% một năm. Trong tháng 10, mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định. Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến từ 4 đến 10% một năm, lãi suất cho vay chung dài hạn phổ biến từ 10 đến 12% một năm.